Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một trong những cái thành phần của APU. Thành phần này các bạn không nên coi thường nó nha các bạn nhé. Ở đây, đó chính là cái bộ HRWell đây các bạn nhìn thấy, nó bánh xe nó lăn nhá. Thì cái bộ HRWell này, nó sẽ là sử dụng cho các cái APU mà có hai quạt cấp và quạt hồi nó tách riêng nhau ra. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là con APU này hai tầng nhá. Đấy, tầng trên này là gió hồi. Đấy, và tầng dưới này là gió cấp này. Đây là không khí lấy ngoài trời và đây là không khí đẩy ra ngoài trời. Đấy, còn kia là ở trong phòng đi ra các bạn nhé. Thì đây là một cái thiết bị mà các bạn không nên coi thường. Bởi vì sao mình nói như vậy? Bởi vì đây các bạn nhìn đấy, nó có tác dụng này, nó vẫn đang quay đây. Đấy, nó chỉ sử dụng một con motor này. Đấy, các bạn không? Cái này là thiết bị cao cấp, giống như có đấy các bạn nhìn nó quay. Và trên đây nó có một cảm biến này. Đấy, nó có một con cảm biến này các bạn ạ. Cái con cảm biến này đếm số vòng. Đấy các bạn có thể thấy nó quay nhá. Thì, và đây là cái động cơ của nó này. Đấy. Thì cái động cơ nó sẽ quay. Và nó quay cái bánh xe kia. Và cái bánh này thì về nguyên lý của nó nằm một nửa. Một nửa ở phía trên quạt hút. Bạn ạ, một nửa ở phía trên này. Và một nửa nó nằm phía dưới này. Đấy. Thì cái không khí này mình sẽ mô tả nhé. Khi cái không khí nó đi từ ngoài trời vào đây. Đấy. Thì nó đang nóng đúng không ạ? Nó đang rất nóng thì nó gặp thằng này. Đấy, thằng này nó sẽ đảo ngược lên trên. Và cái không khí từ bên trong nhà là quạt hút nhé. Quạt hút thì nó ngược lại, nó đi không khí đi từ trong nhà ra đây. Thì nó đang có cái độ mát nhất định từ trong phòng. Đấy, thì nó sẽ gặp một nửa bên này và nó đảo xuống. Và nó cứ như vậy, nó lấy nhiệt các bạn, nó lấy nhiệt không lấy gió. Đặc điểm thằng này nó lấy nhiệt không lấy gió. Thì với cái thành phần này ấy, thì các bạn không nên coi thường nó nhé. Bởi vì đây là cái công suất của nó đấy các bạn này. Đấy các bạn nhìn thấy 115 kW lạnh nha các bạn nhá. Đấy, với cái không khí vào là 38/32 và đầu dưới nó 33/36, outlet 33/36 nhé các bạn nhé. Đấy, thì nó giải nhiệt được 115 kW, các bạn tưởng tượng là 115 kW. Đấy, thì chúng ta nhân ra nó khoảng độ gần 400.000 BTU. Đấy, nó bằng khoảng gần con, nó bằng tầm khoảng 9 con máy 48.000. Đấy các bạn tưởng tượng, thì nó phục vụ cho là khoảng độ, tức là 400.000 đúng không? 400.000 thì nó khoảng 2.000 khối. Đấy các bạn, nó tương đương với khoảng độ 650 m² nhé các bạn. Đấy, 650 m² với một cái công suất như vậy, 650 m², các bạn, nó không phải là nhỏ đâu các bạn nhé. Cho nên các bạn đừng có coi thường những cái thiết bị như này. Nên khi mà nó hỏng ấy thì các bạn nên sửa. Đấy, vì cái thiết bị này đôi khi nó lỗi, nó không chạy. Nên mà chúng ta coi thường nó là rất nguy hiểm nhá. Cái này các bạn thấy là vừa tính một cái con số công suất ấy, nó tương đương với cả độ khoảng 650 m². Đấy, thì nó là một cái công suất tương đối là lớn. Đấy, trong các cái tòa nhà lớn thì các cái thiết bị này nó hay được dùng. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.